Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Có thể nói là năm vừa rồi là một năm khá là thành công của Huawei tại thị trường Việt Nam. Mình sẽ chỉ xét ở thị trường Việt Nam thôi, với rất nhiều sản phẩm dòng Nova, dòng P, dòng Mate. Và gần đây nhất thì chính là sự thành công rất là bất ngờ, mà thực ra không bất ngờ cho lắm, của chiếc Mate 20 Pro. Nhưng bản thân mình khi đã sử dụng qua cả Mate 20, Mate 20 Pro thì mình lại thấy hài lòng hơn với chiếc Mate 20 này. Nó không có quá nhiều thứ nổi trội hay ấn tượng so với những đối thủ khác của nó trên thị trường, hay thậm chí so sánh với cả thằng đàn anh của nó là Mate 20 Pro. Nhưng cái gì trên nó cũng đều thực sự rất tốt và mình cảm thấy hài lòng với số tiền phải bỏ ra cho chiếc điện thoại này. Đánh giá chi tiết nó trong video ngày hôm nay để xem liệu các bạn có nên lựa chọn sản phẩm này hay không nhé. Bắt đầu. Đầu tiên thì nó là tiền đâu? Mức giá niêm yết của Mate 20 ở thị trường Việt Nam sẽ là 15.990.000, tức là vào khoảng tầm 16 triệu thì có thể nhiều bạn sẽ đánh giá đây là một cái mức giá cao. Tuy nhiên, thời gian hiện tại thì các bạn sẽ được tặng 1 triệu tiền mặt là trừ thẳng này. Sau đó tại Hòa Mobile có tặng thêm rất nhiều những cái món quà khác, ví dụ như là loa này, như là sạc dự phòng các thứ, và còn hỗ trợ nhập lại dành cho các bạn và sẽ trừ đi một khoản tiền nữa. Tức là đâu đó trừ thêm được khoảng tầm hơn 2 triệu. Tức là tổng lại các bạn phải bỏ ra đâu đó vào khoảng tầm gần 13 triệu cho chiếc điện thoại này mà thôi. Thì 13 triệu đây lại là một con số hợp lý hơn, dựa trên cái đơn giản nhất chính là cái cấu hình mà nó mang đến cho các bạn là 2 Seagull Kirin 980, chúng ta có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Thì các bạn cứ hiểu là nó đang là cái cấu hình của một chiếc flagship mạnh mẽ nhất, cao cấp nhất của Huawei ở thời điểm hiện tại. 2 Seagull Kirin 980 hiệu năng nó như thế nào, tốc độ như thế nào và khả năng chiến game rồi xử lý mọi thứ nó như thế nào, có lẽ mình cũng không cần phải nhắc lại nữa. Thì ngay cái vấn đề đầu tiên, tức là giá cả trên cái hiệu năng mà nó mang đến cho người dùng là tốt, chứ không phải là tệ một chút nào cả. Thực sự mà nói là nó rất rất tốt trong cái tầm giá này. Ngoài ra nó còn những cái thứ gì khác nữa? Chúng ta có một cái thiết kế mình đánh giá là tốt, nếu không muốn nói là thậm chí nó còn tốt hơn cả chiếc Mate 20 Pro ở hai điểm sau. Một là nó không có tai thỏ. Mình không phải là một fan của tai thỏ, và cái màn hình này sử dụng cái giọt nước, nó chỉ khuyết vào một chút xíu ở cái phần camera selfie mà thôi, và nhờ vậy cái màn hình nó trở nên thanh thoát hơn và gọn gàng hơn. Tuy nhiên thì cái vấn đề trải nghiệm thì nó cũng không khá hơn so với tai thỏ là bao nhiêu, nên là cũng chấp nhận chứ không biết nói sao. Được cái là cái viền màn hình bên dưới, trời ơi các bạn thấy không, viền màn hình IPS LCD thôi mà nó mỏng này, nó mỏng kinh khủng, là mỏng luôn, thậm chí còn mỏng hơn rất nhiều những chiếc điện thoại sử dụng màn hình AMOLED, PLED, Super AMOLED trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Và đây là một cái điều khiến mình thực sự rất hài lòng. Màn hình có kích thước là 6.53 inch, tức là nó lớn hơn cả Mate 20 Pro, nhưng mà cầm nó thực sự rất đã trong tay đấy. Có đã đó các bạn, cầm sướng lắm. Và cái cảm giác khi mà các bạn cầm vào, các bạn sẽ thấy nó rất là mỏng, nhưng mà nó được trải ngang ra, dẫn đến là tuy mỏng nhưng lại không hề bị hụt tay một chút nào cả, rất là chắc chắn khi cầm trong tay. À, lại còn được thêm cả cái phần mặt lưng nữa, nó làm giống cái chiếc Mate 20 Pro phiên bản màu xanh Green Emerald á. Mình thích cái này vãi hạn luôn, nên là rất ok. Kèm theo với đó là với cái việc sử dụng cái vân tay truyền thống, nó không phải là cái công nghệ mới giống như vân tay bên trong màn hình của chiếc Mate 20 Pro, nhưng bù lại cái trải nghiệm sử dụng của nó thì lại chính xác hơn và ổn định hơn. Mate 20 Pro vân tay bên trong màn hình rất đã, rất phê, rất sướng. Thế nhưng mà đôi khi vẫn sẽ không nhận một cách là thực sự tốt dành cho các bạn. Hay là với cái mở khóa khuôn mặt Face ID trên Mate 20 Pro, đồng ý là nó sử dụng rất ngon trong mọi trường hợp khác nhau, nhưng với Mate 20 cái công nghệ mở khóa nó chỉ là 2D thông thường thì nó cũng kém hơn một chút xíu. Thì đấy cũng chính là lý do vì sao mà giá nó rẻ hơn, nhưng mà không sao, cái trải nghiệm cơ bản của người dùng thì mình vẫn đánh giá là ok dựa trên số tiền mà các bạn bỏ ra. Hay nói đến những thứ khác đi, chúng ta sẽ có một cái hệ thống camera nó rút gọn đi một chút của chiếc Mate 20, khi mà các bạn sẽ có một cái camera chính với kích thước cảm biến chỉ là 1/2.3 inch mà thôi. Tuy nó rút gọn đi so với Mate 20 Pro, nhưng vấn đề nhưng ở đây mới là quan trọng. 1/2.3 inch nó vẫn lớn hơn so với Note 9, 10S Max, Pixel 3 XL hay là một vài những sản phẩm hiện tại mà cũng được quảng cáo rất nhiều về camera. Thì với bản thân mình đánh giá, cái kích thước cảm biến mà lớn thì nó sẽ vẫn có những cái lợi thế nhất định khi mà tạo ra độ sâu trường ảnh tốt này, xóa phông tốt, chụp cận cảnh vật thể rất tốt, hay là màu sắc đưa lên thì nó cũng sẽ no. Quan trọng là cái tính năng xử lý hình ảnh trên chiếc Mate 20 thì nó cũng không khác biệt quá nhiều so với Mate 20 Pro. Có chăng là sức mạnh từ phần cứng thì nó kém hơn, nên là camera của nó cũng thua thiệt một chút.
Nhưng đấy là thua so với Mate 20 Pro mà thôi, so sánh với những đối thủ khác trên thị trường thì nó vẫn rất ngon. Chúng ta vẫn có cam góc rộng, chúng ta vẫn có cam tele 2x, dẫn đến là các bạn vẫn có thể chụp được rất nhiều thể loại ảnh khác nhau. Và với những tấm hình mà mình chụp với chiếc Mate 20 này thì cái trải nghiệm nó cũng không thua quá nhiều so với Mate 20 Pro. Hình ảnh vẫn rất tốt, màu sắc vẫn rất ok, zoom tele 2x các thứ vẫn cực kỳ ấn tượng. Hay là chụp HDR trên cái sản phẩm này thì nó khiến cho mình cảm thấy thực sự là đúng không thể tin nổi luôn. Camera thực sự quá tốt. Nếu không muốn nói là xét ở cái mức giá bây giờ phải bỏ ra là khoảng tầm 13 triệu thì Mate 20 đang là chiếc điện thoại có camera tốt nhất để các bạn có thể lựa chọn rồi. Và cuối cùng thì đó là pin cũng như một vài những cái tính năng bổ sung thêm. Thì pin của Mate 20 chúng ta sẽ có dung lượng là 4000 mAh, nhưng bù lại chúng ta sẽ có cái màn hình độ phân giải chỉ là Full HD. Chúng ta cũng lại được sử dụng cái con chip 7 nanomet mới, thế nên là hiệu năng rồi khả năng tiết kiệm pin của nó cũng thực sự rất là tốt. Và pin của Mate 20 thì nó thoải mái có thể đáp ứng được cho các bạn tầm khoảng 7 tiếng hơn on screen với nhu cầu hỗn hợp từ YouTube, Facebook, rồi là chat cheat, rồi là game cùng các thứ. Mình chơi Liên Quân trên cái máy này thì ok, không có vấn đề gì để phàn nàn nữa cả, nên là các bạn có thể yên tâm. Cái cực kỳ hay của Mate 20 so sánh với cả Mate 20 Pro đấy là nó vẫn còn giữ lại được cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Và đây là một cái cú hích chí tử trong cái tầm giá này. Không có nhiều chiếc flagship, không có nhiều chiếc điện thoại ở cái tầm giá này được giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm mà lại có cấu hình kinh khủng đến mức độ là như vậy. Thế nên là các bạn cũng sẽ có thể là dựa vào đó để mà cân đối lựa chọn. Chúng ta sẽ vẫn được sở hữu công nghệ sạc nhanh đến từ Huawei. Tuy nhiên nó không phải là 40W giống như là Mate 20 Pro mà nó cũng tương tự như chiếc P20 Pro mà thôi. Tức là vào khoảng tầm 20 hay là 22W gì đó, mình không nhớ lắm. Nhưng sạc vẫn nhanh, các bạn có thể yên tâm. Thế nên tổng kết lại với cả Mate 20, đây là một chiếc điện thoại có thể nói là nó làm tốt mọi thứ trong cái tầm giá này. Khi mà thiết kế tốt, camera tốt, những cái trải nghiệm sử dụng như là vân tay tốt, mở khóa khuôn mặt tốt, hay là chúng ta có phần viền màn hình cực kỳ mỏng, dẫn đến là chúng ta cầm nắm sử dụng nó rất ngon, hiệu năng tốt, pin tốt và giữ lại cả jack cắm tai nghe 3.5mm, quá ngon. Tuy nhiên, các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý hai điểm nhỏ như sau. Một là Mate 20 không có sạc không dây, thế nên là chúng ta sẽ mất đi một trong những cái tính năng mà mình rất là thích dùng. Thứ hai nữa, chúng ta không có cái tính năng kháng nước theo chuẩn IP68, mà nó sẽ chỉ có cái tiêu chuẩn đấy là IP53 để mà chống bụi cũng như là chống nước văng lên mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ là kể cả có chống nước thì các bạn cũng không nên ngâm, ăn chắc mặc bền các bạn ạ. Còn nói chung đó là những chia sẻ và đánh giá của mình về Huawei Mate 20. Các bạn thấy nó sao hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nha. Và đừng quên là niêm yết thì là 15.990 nhưng mà mua tại Hoàng Mobile chắc chắn sẽ có mức giá tốt hơn. Link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện click. Nhớ click vào để cập nhật mức giá tại thời điểm các bạn đang xem video, tại vì nó có thể thay đổi bất cứ một lúc nào. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.